Xin chào tất cả quý vị các bạn đã trở lại với chương trình Trại Đàn của tôi là Whitkin. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một nhạc phẩm Những Đồi Hoa Sim, tức là bài Chuyện Hoa Sim. Đấy, bài này là thơ Hữu Loan và được sáng tác lại thì với lát nữa tôi cập nhật cái tên tác giả, tên nhạc sĩ, thật là buồn quá. Thế hệ trẻ trâu của chúng ta sẽ quên tất cả rất là nhiều, nhưng mà chúng ta biết cái bài này chia sẻ được cho thế hệ trước, cô chú anh chị mà không cảm nhận được thì chúng ta hãy chia sẻ được. Với bài này chúng ta chọn là điệu rumba. Tôi lấy tempo 80 nhá. Voi là 230 là gu gen. Còn nếu trên post thì các bạn có thể nhấn -3 để cho dễ hát. Đấy, -3, còn nếu không các bạn để không, thì nó trên bài. Đó, -3 để dễ hát, để dễ dạy nha. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái hợp âm của nó, sẽ gồm những hợp âm chính như là la thứ. Đó, bấm như vậy, bấm liên tục rồi. Đô trưởng. Các bạn theo dõi đây nha. Đó, la thứ chúng ta bấm là la đô mi như thế này. Đó, rồi chúng ta bấm hợp âm son trưởng thì từ cái la thứ đó chúng ta chuyển qua như vậy. Đây là la thứ, son trưởng hoặc đô trưởng, bấm vậy tức là giữ cái âm la này, la như thế này, đúng, giữ âm đô này lại này, được chưa? Qua đô này. Đó, chúng ta muốn qua âm rê, hợp âm rê hoặc hợp âm son. Âm son trước này thì chúng ta sẽ giữ cái âm son này lại, đưa hai cái này xuống. Đó, được chưa? Rồi chúng ta sẽ nhấn là âm mi á, là chúng ta sẽ giữ hai cái này lại, đúng không? Đang son vậy, giữ hai cái này lại, đưa cái nút này lên thành mi thứ em ở đây. Rồi về am thì chúng ta, tức là la thứ, chúng ta sẽ giữ cái này lại, giữ cái mi này lại, ok ha. Đó, rồi chúng ta sẽ intro nhá. Intro thì như thế này. La đô son la. Đó, nhiều bạn sẽ bấm như thế này, cũng đánh như thế này cũng được. Nhiều bạn đánh như thế này cũng được. Tức là la đô son la. Khi các bạn đánh giỏi rồi á, các bạn đánh giống như mình thế này. Tức là chúng ta sẽ đánh là đánh nhanh, nhanh giống như chúng ta quẹt miếng bàn tay như thế này. Tức là mi re đô la nha. Mình đánh máu thử, các bạn nghe thử. Chúng ta dùng bên đẩy bên lên nhá. Ok, thì giờ mình cứ đánh đơn giản để các bạn tập thôi nhá. La đô son la. Đó, hai. Đó, son la. Bên này chúng ta sẽ đặt là C nhá, đô trưởng son đô mi. Bên này chúng ta đặt là đêm à. Đó, rồi phiêu một cái quay lại bản là lớn. Đó, chúng ta đánh ngang chỗ này nha. Mi, mi đô la, mi đô la, mi re đô la, mi re đô la nha. Mi re, mi re đô la mà phải đánh nhanh nha mọi người. Đó, được chưa? Hai ba son la, cái đó là C nhá. Hai C nhá, đây là đặt em ở C son la, bật am C son G, đây là am son. Đây là em ở xong rồi, bắt đầu chúng ta sẽ vào bài. Đó, đánh máu lại nha. Hai ba.
là bắt đầu vào là đời tôi đúng không? Mà rừng hoang đó. Chúng ta vẫn đánh giống như hồi nãy, vẫn là nhanh kiểu này. Các bạn tập bài đó, Mirarola. Đó, tập bài cho mình nha. Đấy. La do la mi re do la mi. Chỗ này hay khó nha. La do la mi re do la mi. 2 3 mi re mi sol la mi mi re mi mi re mi này mi re mi. Bên đây là C nha. Bên đây là A M. 2 3 bên này đặt la trưởng được. Bài nào cô bác mới tập thì cứ đánh như thế này một nốt thôi đó. Bên này chúng ta sẽ đặt là rê thứ 7 nghe này hơn là tức là la đô rê pha đấy đó được chưa. Mi rê đô này chúng ta đã đặt pha major 7 tức là nó rất là pha la đô la pha la đô mi đó. Bên này đặt mi thứ 7 tức là chúng ta đặt như thế này mi son si re. Nếu mà các bạn đặt đó cho nó màu mè nhá, còn nếu không các bạn mi thứ thôi đó. Mi thứ thì rất là son si mi, rất là dễ. Còn mi thứ 7 các bạn đặt nguy hiểm thế này đó. Feel. Chúng ta có thể đặt la thứ hoặc là la thứ 9 cũng được ha. La thứ 9 thì các bạn chỉ cần thêm một nốt si vào cho mình nha, tức là la si do mi. La do la mi re do la mi. Chúng ta qua đô trưởng hoặc là đô trưởng được vậy. Chúng ta qua am la do mi ha. Là qua c. Qua rê thứ 7 hoặc là rê thứ thì là rê pha la à, còn nếu mà các bạn đặt rê thứ 7 thì là giống như là chúng ta đã đặt là la đô rê mi pha. Đó về la thứ à. Lại nha. Câu ấy mà các bạn dẫn lên là ví dụ như là rồi chúng ta qua cái thôi lấy chồng người chiến binh lấy chồng thời chiến tranh bao người đi trở về ha. Rồi chúng ta sẽ đánh là la thứ nha. Chúng ta là đô trưởng đó ha. Rê thứ ha. La thứ. Quay lại là đời tôi lấy là tại sao nàng lại yêu màu tím là nó lặp lại giống như vậy luôn đấy. Đấy ha. Giờ mình đánh nốt các bạn kiểm lại cho mình nhá. La đô la mi re đô la mi 2 3 mi re mi sol la mi
là AM. Đây dẫn la trưởng qua nha. Đây thứ bảy. Đó, qua điệp khúc nha. Là đô son son đô la F, đô son son đô la son, đô son la son. Son á, đô re đô re đô re đô la son. 2 3 quay lại ha, là đô đó. Rồi intro, intro giữa nó cũng giống vậy luôn, các bạn cũng tập giống vậy luôn ha. Chịu khó tập lắc như này, lắc nhưng mà đừng có đi ba lắc, corona nhiều lắm, ở nhà lắc thôi. Cái ổ này nó được rất là nhiều nên mọi người tập cho cái ý. Còn mình nhắc kiểu mà để chúng ta tập đánh nhanh cái này thì khó, 5 nốt này chúng ta quất một lúc đó. Các bạn nhá, cái thứ hai á là các bạn đi cái ngũ âm á thì cứ bỏ si về pha ra, nó đánh lên mỗi lần đánh có năm đánh chậm này đấy, đấy đánh những cái đó là vô được khúc. Ok, chúc các bạn mạnh khỏe và thành công, bài hài, và nếu có yêu cầu thì cứ vứt comment dưới rồi mình rảnh mình sẽ làm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình thời gian qua, và tới đây